tới ngày hôm nay là cái ngày bế mạc của bà chúa xứ Quy Nhung, Quy Nhung ở ấp Tân Phong B, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bắt đầu là ngày xả căng nha quý vị, ngày đang xả căng. Thank you.
Bới mạc rồi xả